Minh Toàn xin mến chào cô chú và các anh chị. Hiện tại là Minh Toàn đang có mặt tại ở bảo tàng của Quảng Ninh. Đây là một cái kiến trúc mà phải nói là một cái điểm đến du lịch cũng khá là lý tưởng của mọi người khi mà đến với Hạ Long. Và Minh Toàn hôm nay sẽ gửi một số hình ảnh của bảo tàng Quảng Ninh đến quý cô chú cũng như là các anh chị. Thì hiện tại Minh Toàn đang đứng bên ngoài. Bây giờ để mà vào được bảo tàng này là chúng ta phải cần mua cái vé. Bây giờ xin mời các anh chị hãy cùng Minh Toàn chúng ta xem cách vào lần đầu tiên như thế nào nhé. Và đây cũng là lần đầu tiên Minh Toàn vào trong bảo tàng Quảng Ninh. Đây là có ở trước cửa bảo tàng bên phía tay trái chúng ta là có nơi bán vé, này, vé tham quan bảo tàng tỉnh Quảng Ninh. Thì chúng ta phải vào cái nhà nhỏ cũng mà là màu đen để chúng ta tham quan. Để chúng ta mua vé, ở đây là chúng ta mua vé. Đây mua vé đây. Chưa lấy em vé. Bao tiền anh nhỉ? Trẻ em có mất tiền không chị? Trẻ em dưới 1 mét, dưới 1 mét là được miễn. Dưới 1 mét là được miễn. Vâng, cảm ơn chị. Xin cảm ơn. Nhìn thấy gì chưa? Nhìn tiền chưa? Đi vào trong bảo tàng có phải gửi đồ không chị? Cảm ơn chị nhé. Mến thưa cô chú và các anh chị, Vinh Toàn vừa mua một cái vé vào bảo tàng. Đây là cái vé vào bảo tàng. Giá vé này là 40.000 người lớn, còn trẻ em nếu mà cao dưới 1 mét là được miễn, không phải mua, không phải mất vé. Bây giờ xin mời các anh chị chúng ta vào tham quan vào bảo tàng Quảng Ninh nhé. Đây thì trước bảo tàng có hai cái phiến đá, hai phiến đá này là hai phiến đá sau khi mà ấy là được quét nhũ lên rất là đẹp, trồng hai cái cây dàn cây như này. Bây giờ là ở đây có cái đường đi vào, nhưng mà chúng ta đi vào cái đường chính ở trong này. Minh Toàn cũng lần đầu tiên Minh Toàn vào luôn, nên không biết được là cái này là mấy giờ đóng cửa ấy mà? 5 giờ đóng cửa. Sáng buổi sáng mấy giờ mở? 8 giờ mở cửa, 5 giờ đóng cửa là cảm ơn em. Wow. Đây là khi mà chúng ta bước vào. Có cái bộ xương của cái gì ấy, mô hình của long. Cái gì ấy? Bước vào khu bảo tàng thì đầu tiên đập mắt vào chúng ta đấy là một cái bè, cái thuyền. Đây, không ngồi lên hiện vật. Bảo là có phải gửi đồ nhưng mình toàn là ở đây thấy không bảo gửi đồ. Ở đây một cái trống, một trống rất là to, biết đây là cái trống gì, trống sấm. Đây, trống sấm rất là to luôn, trống này quá to luôn. Trống này mà ai đánh được thì to lắm. Còn đây là một cái chuông, đây là chiêng đại. Chiêng đại là loại nhạc khí thân tự vang
có núm thường được sử dụng trong các lễ hội truyền thống của người Việt. Chất liệu là bằng đồng, đường kính là 1,70m, trọng lượng là 686kg. Wow, khá là lớn. Vào đây thì đây có cái thuyền, có cái thuyền rất là đẹp. Trong này bố trí mấy bức tranh 3D này, tranh như kiểu mà vách núi ấy. À, đây là có một con gì đây, cá đuối bông đen đây, cá đuối bông đen. Oh, rất là đẹp này. Đây lại là bức tranh tiếp của một như kiểu mà mình đi vào một hang động kiểu đấy. Hướng đi tham quan tiếp theo là chúng ta đi cái hướng tiếp theo này. Đây là có cái khu này là khu trưng bày các cái thuyền chài cũng như là một cái đoàn chèo thuyền kia. Đấy, đoàn thuyền để chèo thuyền. Đây, các con thuyền. Vào đây là vách núi rồi. Nó không phải là vách núi mà người ta làm như kiểu vách núi. Còn đây là bộ sưu tập của ngà voi năm 2015, sưu tầm năm 2015. Đây, bộ sưu tập của ngà voi rất đẹp. À, đây là một biểu tượng của chú gấu. Không sờ vào hiện vật, tất cả đều không sờ vào hiện vật. Đây là một con hổ. Hổ này thì còn bé, mà được đứng trên cái bục gỗ rất là to. Đây này, con hổ này mới lớn này. Hổ này lớn quá nhỉ. Hổ này là bên trong là được lấy hết thịt ra rồi và chỉ nhồi bông thôi, còn giữ lại da thôi. À, nhồi bông bên trong này. Và chúng ta lại đi vào cái khu vực này, chọn hết khu vực này đi. Khu vực này nó là cái gì trong này? Wow, mình toàn cứ tưởng là người thật, hóa ra là tượng. Khu này là khu làng chài rồi. Đấy, khu làng chài của Quảng Ninh. Và đây là một cái con gì à? Ồ, đây nhiều con lắm. Đây là con khỉ đuôi dài. Đấy, khỉ đuôi dài. Khỉ phải đứng trên cây luôn. Để lên trên tầng 2 thì cái video này mình toàn xin dừng ở đây để theo dõi về những cái ở trong bảo tàng của Hạ Long hay là những video về Hạ Long Quảng Ninh. Thì rất mong
quý cô chú cũng như anh chị chúng ta đã đăng ký kênh miễn phí để là người đầu tiên được theo dõi những video mới về kênh về ở Hạ Long, Quảng Ninh và ở cuộc sống Việt Nam nói chung. Cảm ơn cô chú và các anh chị, chúng xin hẹn gặp lại cô chú và các anh chị trong cái video tiếp theo. Bây giờ mình toàn thể lên tầng 2 nhé.